đang quay video rồi sữa bò mà ăn lẩu lẩu trái cây nè. Còn hồ sinh Y70 VB90. Lên nguồn, báo lỗi over off. Và bây giờ mình tiến hành mình làm. Đây, sao mà quay đây? Để quay cái phải rồi. Rồi đi đi. Ra đây điện đóm rồi nó giật cho. Điện. Rồi điện đóm nó giật. Bệnh này cũng liên quan đến đường tín hiệu theo dõi ba chân côn báo về việc xử lý cả bên này cũng tốt hết, nguồn vẫn lên và vô là ba lỗi không thể hoạt động.
chắc hả? Bỏ xuống hả? Nắng mà chở đi hả? Bây giờ không chở nó đòi đi. Nhà ở đâu? Nhà đủ nhà. Sướng rồi trời. Anh Bình có móc vô kia nào để lại em mang con đấy. Dưới hả? Chờ anh xíu. Lấy ghế cho cháu nó ngồi. 354. Sửa chân trong bình toàn là máy du kỳ không? Được chứ? Ok còn mất anh nhìn em anh tưởng Dũng kia lại sáng nó mới mang cái hộp anh sửa kìa. Cùm dao bốn chỉ bị gì mà mua cùm dao? Gãy. Ghê à? Gãy sao gãy biết? Đồ, mà gươm. Chạy cũng dữ, gãy được. Ừ. Định lấy trong đó thì luôn. Quả có mát không? Về mà nó lấy còn cái đặt bao nhiêu cái là hết bao nhiêu cái thì có lấy ốc thì có còn cái tử đâu trời lại mấy đâu. Rồi, thử xem. Rồi, ổn. Hết bộ ốc.